Dạ vâng, em Hoàng An lại được chào đón anh chị quý vị và các bạn đến với kênh YouTube An Ô Tô của Bình Dương, kênh bán hàng của siêu thị ô tô Bình Dương. Và buổi chiều hôm nay em Hoàng An lựa chọn một mẫu xe mới nhất vừa cập bến siêu thị ô tô Bình Dương. Trước mặt anh chị đó là mẫu xe của hãng Hyundai, đó chính là chiếc Hyundai Santa Fe sản xuất 2014, bản phun dầu, nhập Hàn Quốc, nhập nội địa nguyên xe. Đó. Và chiếc xe này sản xuất 2014 và đăng ký 2014, mang biển Tây Ninh anh chị nhé. Một chủ mua mới từ đầu, ô tô hiện tại đang là 68.000 km, máy dầu anh chị nhé, một cầu. Mẫu xe SUV 7 chỗ ngồi, một trong những mẫu xe bán chạy nhất thị trường hiện nay. Đó chính là chiếc Santa Fe. Và đây là hàng nhập, và rõ ràng chất lượng xe nhập thì nó khác hoàn toàn với lắp ráp trong nước anh chị nhé. Đây thì em Hoàng An sẽ quay một vòng tổng quan cho anh chị để coi về mẫu xe này 2014, và giá bán hiện tại siêu thị ô tô Bình Dương đang chào bán với mức giá vô cùng hợp lý, đó là 835 triệu cho một mẫu xe rất là đẹp và zin nguyên bản anh chị nhé, cam kết là zin nguyên bản. Đó, bao check test thoải mái cho anh chị, rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này thì bên em mới về ngày hôm kia, và bên em cũng đã rửa qua và đánh bóng qua rồi. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? 2014, một chủ từ đầu luôn. Xe rất là đẹp và giữ gìn, xe đi cực kỳ ít, 68.000 km thôi, rất là ít. Mẫu xe 7 chỗ ngồi và form dáng rõ ràng là rất là đẹp đúng không ạ? Cực kỳ ngầu, thể thao, mạnh mẽ và cao ráo ha. Đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu, máy dầu 2.2, rõ ràng là rất là tiết kiệm nhiên liệu rồi, không gì để bàn. Khung cảnh thật đẹp đúng không ạ? Đó, em sẽ quay một vòng để anh chị coi ha. 835 triệu, và chiếc xe này ngân hàng có thể hỗ trợ cho anh chị đến 400 đến 500 triệu, nói chung là tùy vào mức anh chị vay anh chị nhé. Cực kỳ đẹp đúng không ạ? Đây, em Hoàng An đã sẽ quay một vòng tổng quan trước để cho anh chị coi về kiểu dáng của chiếc xe, mẫu xe 7 chỗ ngồi cực kỳ đẹp mắt đúng không ạ? Thiết kế rất là hiện đại. Rồi, và em Hoàng An sẽ giới thiệu. Và trên chiếc xe phân khúc hạng sang này thì rõ ràng những cái trang bị, những cái tính năng an toàn, những cái tiện nghi thì rõ ràng rất là đầy đủ rồi, không thiếu một thứ gì. Đó, đây thì em Hoàng An sẽ giới thiệu cho anh chị phần đầu xe trước nha anh chị nhá. Rõ ràng rất là đẹp đúng không ạ? Rất là hầm hố, cứng cáp. Cụm đèn pha và đèn gầm halogen kết hợp một dải đèn LED, cực kỳ đẹp đúng không ạ? Đó, rất là đẹp đúng không? Anh chị có thể nhìn nhá, đèn 2014 rồi mà đi rất là ít nên là mọi chi tiết là hoàn hảo luôn. Lưới tản nhiệt hình lục giác, nhìn từ xa nhìn rất là bắt mắt đúng không ạ? Và ở trên là lưới tản nhiệt trên thì mạ một đường chrome, ba đường chrome, và giữa là biểu tượng Hyundai, cực kỳ sáng và đẹp đúng không ạ? Đó, cực kỳ đẹp rồi, không gì để bàn với một cụm đèn pha quá ngầu. Và chiếc xe sử dụng động cơ 2.2 máy dầu, đó, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu rồi. Đây em sẽ quay, rất là êm ái đúng không ạ? Để coi nhé, đây là những chi tiết ốc. Đó, đấy, mình sẽ quay chi tiết ốc cho anh chị coi, nguyên bản tuyệt đối, đó. Nguyên bản tuyệt đối nha anh chị nhá, đấy, ok, keo chỉ zin, bên em bao test thoải mái cho anh chị, và tất cả xe bán ra bên em đều có viết giấy bảo hành cho anh chị, chứ không phải là bên em bán xong là xong, và bảo hành cam kết chất lượng tuyệt đối cho anh chị. Xe bên em bán ra đều được chăm sóc, rửa dọn, làm đẹp miễn phí luôn anh chị nhé. Đấy, đây là cái ốc cabo nguyên bản hết anh chị nhé, cực kỳ đẹp rồi, không gì để bàn được mẫu xe này. Rõ ràng với mức tiền 835 triệu thôi, nhưng mà để sở hữu mẫu xe này thì mặc dù đời 2014 nhưng mà mọi chi tiết và chất lượng xe còn gần như là tuyệt đối, rất là mới. Đấy, rất là mới đúng không ạ? Đấy, anh chị có thể để ý những chi tiết ốc này, cực kỳ đẹp luôn, như mới rồi. Quá ok đúng không ạ? Rồi, bạn sẽ cụp cái này xuống. Rồi, đó, anh chị có thể nhìn phần đầu xe đây, quá ngầu đúng không ạ?
Rồi, đến phần thân xe nhé anh chị nhé. Quá đẹp đúng không ạ? Chiếc xe nhìn rất là góc cạnh. Chiếc xe thì sử dụng mâm đúc la răng. Xe này sử dụng mâm đúc la răng 4 thắng đi ABS và rất nhiều những tính năng. Mâm đúc la răng 19 nha anh chị nhé, cực kỳ đẹp luôn. 24 mà kiểu dáng rất là đẹp, bắt mắt rồi. Hàng nhập nguyên con nha anh chị nhé. Đó. Ở dưới là phần nhựa mủ màu đen pha trắng nhìn rất là nổi bật. Đó. Phần trên phần gương chính chỉnh điện và có tích hợp chỉ sinh nhan chân gương anh chị nhé. Các kính là được lẹp inox hết. Đó. Lẹp đường viền inox mạ chrome cực kỳ sáng. Đó. Phim cách nhiệt dán hết rồi. Đó. Về che mưa, tay lắm cửa có chén cửa và cái tay riêng cái tay lắm thì mạ chrome và có khóa cảm biến thông minh nha anh chị nhé. Đấy, ok chưa ạ? Quá ok đúng không ạ? Mâm đúc 19 nha anh chị nhé, vỏ rất là dày, rất là ok. Xe này thì có chứ hỗ trợ rửa đèn này, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, rồi ABS. Rất nhiều, rất nói chung rất nhiều những cái tính năng an toàn ở mẫu xe này. Rồi về phần đuôi sau của chiếc xe này, cặp đèn hậu cũng là giải đèn LED rất là đẹp đúng không ạ? Và trên đây thì đã được chủ xe bọc xi mạ chrome nhìn rất là sáng đúng không ạ? Đó, bọc xi giải LED. Giải đèn LED cho cặp đèn hậu. Dưới là hai cái đèn phản quang nhé anh chị nhé. Dưới hai đèn phản quang. Đó, cực kỳ đẹp luôn ạ. Hai đèn phản quang. Và cái này thì có tích hợp cam lùi ở trên đây rồi. Đó. Cam lùi đây rồi. Bốn cái mắt cảm biến lùi này anh chị này. Đó. Bốn cái mắt cảm biến lùi sau này. Đó. Ok đúng không ạ? Và sơ cua bên dưới. Vào sơ cua bên dưới. Bốn mắt cảm biến lùi. Đây, vào sơ cua bên dưới nha anh chị nhé. Bọc rất là ok. Có tích hợp một cái đèn thắng ở trên cái kính sau. Và mẫu xe này 7 chỗ thì rõ ràng là nó cũng không phải là quá rộng, nhưng với 7 chỗ thì xe này mình đi gia đình 5 người lớn và 2 em bé là rất là ok, hợp lý rồi. Và những mẫu xe này mình không đi hết thì mình có thể gập này xuống và sẽ tạo thành một cái khoang hành lý chứa đồ quá rộng rãi. Và mình có thể đi xa, mình có thể làm một cái lệm nhỏ đây cho em bé nằm ngủ là quá ok đúng không ạ? Đấy, mọi chi tiết là nguyên bản tuyệt đối nha anh chị nhá. Đây, các ốc cốp sau đây. Đó. Không gì để bàn rồi. Và hàng ghế thứ ba này cũng có hốc gió ở hai bên luôn anh chị nhá. Đây, hốc gió hai bên luôn. Đấy, hàng ghế thứ ba trang bị những hốc gió và một cái đèn trần. Bản này là bản full nên cửa sổ trời toàn cảnh luôn nha anh chị nhá. Đấy, cửa sổ trời toàn cảnh. Vẫn còn bọc ni lông này. Đó. Và ok đúng không ạ? Rất là rộng rãi rồi. Và 2014 thì để có hàng nhập rất là hiếm, rất là hiếm rồi. Tại vì Hyundai thành công đã lắp ráp rồi. Mà 2014 vẫn còn hàng nhập là rất là hiếm luôn. Bản này rất là số lượng á, số lượng rất là có hạn thôi. Rồi, tiếp tục bên đây thì cũng vẫn là các cửa tay lắm mạ chrome, có cảm biến thông minh, mâm đúc 19, 4 thắng đĩa ABS. Đó. Dán phim cách nhiệt hết các cửa rồi. Để che mưa đầy đủ, lẹp kính, inox mạ chrome. Đó. Gương tích hợp sinh nhan chân gương. Rồi, quá ok đúng không ạ? Rồi sau đây em Hoàng An sẽ giới thiệu đến anh chị vào thiết kế nội thất của mẫu xe này anh chị nhé. Xem chiếc xe này nội thất sao. Một màu đen, trước mắt anh chị là một màu đen và cực kỳ đẹp, bọc da, thiết kế rất là đẹp. Các tabi cửa này anh chị nhé, nhìn nhé. Mỗi cửa đều có một cái đèn, đèn khi mình mở xuống là sẽ sáng lên rất là rõ, buổi tối mình an toàn ha. Đây, các tabi cửa sạch sẽ đúng không ạ? Và có chi tiết tay lắm này là bọc da luôn nha anh chị nhé. Bọc da và có logo Santa Fe này. Đó. Trên đây là những nút chỉnh kính. Đó.
ngưng cụp vào đây, auto đầy đủ. Trên đây thì là nhớ ghế nha anh chị nhé, nhớ ghế. Vì đây là ghế chỉnh điện 12 hướng luôn. Đấy, ghế chỉnh điện 12 hướng luôn. Ok. Rất đẹp đúng không ạ? Ghế chỉnh điện 12 hướng luôn. Vô lăng. Đấy, rất nhiều. Vô lăng 4 chấu đây, bọc da. Và trên vô lăng thì tích hợp đầy đủ hết các chức năng như là âm lượng, chuyển bài chế độ, rảnh tay, đàm thoại. Đấy. Và đặc biệt là có nút cruise control, kiểm soát hành trình, ga tự động. Đó. Trên đây thì có đèn pha tự động này, đèn pha tự động này, auto này, gạt mưa. Đây, gạt mưa tự động luôn nha anh chị nhá. Đấy, đầy đủ hết này. Đây, mặt đồng hồ nó rất là đẹp, màn hồ 3D nhìn rất là sang. 68.319 km nha anh chị nhá. 68.319. Đầu CD kết hợp Bluetooth, USB, CD đầy đủ hết, điều hòa tự động. Điều hòa tự động. Xe này điều hòa tự động hai vùng độc lập, lọc không khí đầy đủ hết nha anh chị nhá. Đấy. Dưới đây thì về hộp số thì chiếc xe này sử dụng hộp số 6 cấp. Đó, thắng tay điện tử nha anh chị nhá. Đấy. Ở trong đây thì là những cái cổng sạc này. Đó, những cái cổng sạc trong đây. Đó, rất là ok rồi. Cửa sổ toàn cảnh. Đó. Đó, rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đó, cực kỳ đẹp. Cửa sổ trời toàn cảnh. Ghế da xịn theo xe, màu đen. Nói chung một tông màu rất là sạch sẽ và nam tính, cực kỳ đẹp luôn. Chiếc xe thì được trang bị 6 túi khí nha anh chị nhé. Xe này được trang bị 6 túi khí, như quan sát em là 6 túi khí ở hàng ghế đầu. Đó, hai cái rèm bên đầy đủ hết. Và đấy, anh chị có thể coi chi tiết nhá. Đấy, các cửa này rất là sạch sẽ này. Táp lô này sạch sẽ luôn. Rõ ràng một mẫu xe hạng sang rồi. Hàng ghế thứ hai cũng rất là rộng rãi và mình có thể tùy chỉnh. Đây. Rất sạch sẽ và đẹp. Và ở hàng ghế thứ hai thì chủ xe trang bị thêm cái che nắng. À, che nắng à, ghế thứ hai. Ghế mọi chi tiết ga da rất là đẹp đúng không ạ? Bởi vì ngồi ít nên là chi tiết da rất là mới và không bị nhăn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, quá đẹp rồi. Và ở hàng ghế thứ hai này thì anh chị có thể tùy chỉnh lên xuống và ngả xuống. Đó, tùy chỉnh được tư thế rất là ok đúng không ạ? À, hai bên mỗi bên thì sẽ có một cái hốc gió ở bên đây. À, hốc gió đây. Hốc gió tùy chỉnh ở đây anh chị nhé. Quá ok đúng không ạ? À, hàng nhập chạy thì khỏi bàn đâu. Máy dầu cực kỳ kinh tế. Đây, cửa sổ trời toàn cảnh nha anh chị nhé. Đấy. Ok chưa ạ? Em sẽ quay chi tiết ở dưới này. Ok. Đây, sang bên kia. Chiếc xe này thì Santa Fe thì ghế bên đây thì cũng trang bị ghế chỉnh điện luôn, ghế tải. Ghế bên phụ đằng trước cũng trang bị ghế chỉnh điện và đằng sau này thì tùy chỉnh lên xuống được anh chị nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Em quay chi tiết những cái tắp bi cửa này. Bọc da rất là sang. Ok đúng không ạ? Ghế chỉnh điện luôn nha anh chị nhá. Này thì được khoảng 6 hướng thôi. 8 loa, cái xe này nó có 8 loa luôn. Đó, quá đẹp rồi đúng không ạ? Những cái táp bi bọc da pha nhựa nhìn rất là sang trọng, rất là sang. Cực kỳ sang luôn. Có các đèn, các cửa đều có những cái đèn cảnh báo. Đó, rất ok đúng không ạ? Rồi. Đó chính là chiếc mẫu xe Hyundai Santa Fe mà em Hoàng An vừa giới thiệu đến tất cả anh chị, quý vị và các bạn. Một mẫu xe 7 chỗ ngồi, hàng nhập Hàn Quốc nguyên con, 68.000 km, bản phun dầu. Đó, rất nhiều những tính năng an toàn, những cái tiện ích có mặt hiện diện trên mẫu xe Hyundai Santa Fe này. Và anh chị quan tâm về mẫu xe này, 7 chỗ ngồi, máy dầu,
lên trực tiếp cửa hàng em Hoàng An tại số 1968 ngã ba xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương để xem xe. Siêu thị ô tô Bình Dương không có chi nhánh. Và alo cho em Hoàng An theo hai số điện thoại 0943444550 hoặc số điện thoại 0968390391. Hai số điện thoại trên đều có Zalo tất cả anh chị nhé. Đó, điện thoại trực tiếp cho em để em chỉ đường. Và rất mong anh chị 835 triệu này còn thương lượng, nhưng phải anh chị phải lên xem xe trực tiếp nha anh chị nhé. Rất mong anh chị dành một chút thời gian lên xem xe để cảm nhận về mẫu xe này. Một lần nữa thì em Hoàng An xin cảm ơn và xin được hẹn gặp lại anh chị ở những video giới thiệu xe tiếp theo. Rất mong anh chị khi ghé kênh YouTube của em Hoàng An nhớ ấn like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh ủng hộ kênh cho em. Em Hoàng An xin chào và hẹn gặp lại anh chị. Kính chúc anh chị có một ngày thật nhiều niềm vui. Xin chào và gặp lại anh chị.